Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 11 Chủ giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 3 tháng 6 năm 2000 Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Mời mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Bắt đầu xem kinh danh từ hàng thứ hai Câu thứ hai Bây giờ Thế Tôn bảo Long Vương rằng Hết thảy chúng sanh do tâm tượng khác nhau Nên tạo nghiệp cũng khác nhau vì vậy mà có sự luân chuyển trong các đường. Đây là một đoạn nhỏ Ở đây, Thế Tôn đã nói rõ cho chúng ta. Lục đạo luân hồi là do đâu mà có? Một câu này đã nói rõ chân tướng sự thật cho chúng ta rồi. Đúng như trong Kinh Đại Thừa Chúng ta thường hay đọc thấy Phật nói Hết thầy Pháp từ tâm tượng sanh Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta Do tâm hiện Do thức biến Thức Chính là tâm tưởng mà chủ này nói. Bởi do tâm tưởng khác nhau nên tạo nghiệp sẽ không như nhau. Nghiệp tuy có ba loại lớn là thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Nhưng ba loại lớn này luôn luôn lấy ý nghiệp làm chủ tể. Cũng chính là ý niệm. Những tạo tác của thân và miệng đều do ý niệm quyết định. Niệm thiện thì nghiệp người này tạo là thiện nghiệp. Niệm ác thì nghiệp người này tạo là ác nghiệp. Pháp thế gian và xuất thế gian Mười Pháp giới y chánh tra nghiêm Đều từ tâm tưởng sanh Đây là chân tướng sự thật Người thế gian gọi là chân lý Nếu như rõ ràng đạo lý này Hiểu rõ chân tướng sự thật này thì chúng ta đối với an định của xã hội hưng vượng của quốc gia thế giới có hòa bình hay không sẽ rất rõ ràng rất sáng tỏ Chúng ta xem từ đâu Xem tâm tưởng của tất cả chúng sanh Họ đang nghĩ cái gì Ở trong kinh điển Thế Tôn nói với chúng ta Chúng sanh trong tập Pháp giới Cao nhất là pháp giới Phật, thấp nhất là pháp giới địa ngục. Tâm tưởng dĩ nhiên là vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, trong vô lượng vô biên vọng tưởng ý niệm thì cái nào là quan trọng nhất ở trong tất cả vọng niệm chúng ta cần tìm ra vọng niệm đứng đầu nhân tố đứng đầu phật nói cho chúng ta biết Chúng ta bắt đầu nói từ dưới lên. Cõi địa ngục, nghiệp nhân đứng đầu là sân giận, đố kỵ. Tâm đố kỵ, sân giận nặng thì chắc chắn sẽ phá hoại diệt tiện của người khác. Ý niệm từ tư tự lợi vô cùng kiên cố. Loại tâm tưởng này sẽ tạo nên cảnh giới địa ngục. Địa ngục từ đâu mà có vậy? Từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng có ai sanh? Tâm tưởng của chính mình sanh. Không liên quan đến người khác. cá nhân tạo nghiệp thì cá nhân tọ báo bất luận người nào cũng không thể thay thế được đại đạo lý này chúng ta học phật dù thế nào trước tiên cũng phải hiểu rõ đại đạo lý này vậy chúng ta mới biết mình chắc chắn có thể được cứu vì sao vậy ta không tạo ác nghiệp này ta không cởi lên ý nghĩ này cõi ngạ quỷ nghiệp nhân đứng đầu là tâm tham tham không biết chán thực ra cõi nào cũng đầy đủ thập ác nghiệp nhưng ở trong tập ác nghiêng nặng về cái nào thì phật bèn dùng cái đó để nói nghiệp nhân đứng đầu cho nên tâm tham biến thành ngạ quỷ có người học phật buông xuống pháp thế gian rồi nhưng lại tham ái phật pháp họ đến cõi nào vậy vẫn là đọa cõi ngạ quỷ tâm tham thì đọa ngạ quỷ dứt khoát không thể nói tôi đã đổi đối tượng tham rồi tôi không tham pháp thế gian nữa tôi tham phật pháp bất luận là thế pháp hay phật pháp tâm tham của bạn không hề đổi cho nên trong kinh kim cang phật khuyên dạy chúng ta pháp còn phải xả huống hồ chẳng phải pháp Phật Pháp cũng không được tham. Phật Pháp là dạy chúng ta rõ lý, dạy chúng ta giác ngộ. Đây là điều tốt. Thế nhưng chúng ta cũng không được khởi tâm tham đối với Phật Pháp. Nếu chúng ta khởi tâm tham đối với Pháp Thế Xuất Thế gian thì đều rơi vào cõi ngạ quỷ. Điều này cần hiểu rõ. Cõi xúc sanh, nghiệp nhân đứng đầu là ngu si tí nào là ngu si không có trí tuệ trắng đen điên đảo không có năng lực phân biệt tà chánh không có năng lực phân biệt thật giả thậm chí không có năng lực phân biệt tiện ác đúng sai lợi hại rất dễ tin tưởng nghe theo lời đồn đại trong tâm do dự không dứt khoát đây là cõi xúc sanh xúc sanh ngu si đây là ba đường ác trong ba đường ác còn có cõi Atula. Thực ra, Atula trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng. Trừ địa ngục ra là không có Atula. Trong bốn cõi khác đều có. Nhà quỷ, súc sanh, cõi người, cõi trời. Trong các cõi này đều có Atula. Atula ở cõi nào? Thì tùy theo danh xưng của cõi đó không xây dựng thêm. Thế nên, trong kinh thường nói, ngũ tú luân hồi, chính là ý này. Nếu như xem Atula thành một cõi, thì thông thường đều tính Atula cõi trời là một cõi. Đây là cõi ở trên cõi người. Cõi người, nghiệp nhân đứng đầu là gì vậy? Phật nói cho chúng ta là ngũ giới thập thiện. Người có thể tu ngũ giới tập tiện thì mới có thể được thân người. Cho nên Phật từng nói thân người khó được nhưng dễ mất. Lời nói này chúng ta hãy lắng lòng suy nghĩ chẳng phải không có đạo lý. Chúng ta hiện nay có được thân người rồi nhưng đời sau có thể được thân người nữa hay không? Hãy suy nghĩ thật kỹ xem ngũ giới chúng ta làm được như thế nào rồi? Thập thiện tu như thế nào rồi? Nếu như ngũ giới thập thiện tự mình suy nghĩ thế chưa đạt không đủ trình độ thì đời sau sẽ không thể được thân người không thể được thân người tự đem tham sân si mạng của mình so sánh với ngũ giới tập tiện mà xem nếu như ngũ giới tập tiện của chúng ta quả thật dược hơn ý niệm tham sân si thì chúc mừng bạn đời sau vẫn có thể được thân người giả dạ như ngũ giới tập tiện của bạn so với tham sân si mà không bằng tham sân si ý niệm tham sân si quá nặng ngũ giới tập tiện quá mộng yếu thì đời sau nhất định đọa ác đạo đây là lời cảnh cáo của phật cho chúng ta thân người khó được nhưng dễ mất cõi trời phải tu tượng phẩm thập thiện tứ vô lượng tâm tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xã chúng ta nghĩ xem mình có hay không sau đó ngẫm lại xem cõi trời mình có phần hay không cư sĩ hứa triết của singapore thường nói bà vô cùng tự tin trong đời sống thường ngày bạn hãy xem lòng tin của bà ông trời sẽ phù hộ cho tôi sau khi qua đời bà nhất định được sanh thiên tiền đồ là một mạng sáng lạng không hề có mảy may nghi ngờ hiện nay bà niệm a di đà phật cầu sanh tịnh độ chúng tôi biết bà nhất định giảng sanh vì sao biết vậy bà quả thật không có tham sân si đã đoạn hết rồi Ngũ giới tập thiện Tứ vô lượng tâm Ba đều đầy đủ cả Vậy bà niệm Phật Đâu có lý nào lại không giảng sanh Đây là Tấm gương Là hình mẫu của chúng ta Người ta có thể làm được Vì sao chúng ta không làm được chứng ngại của chúng ta rốt cuộc là ở đâu phải tìm cho ra chứng ngại tiêu trừ những chứng ngại này rồi thì chúng ta cũng có thể làm được lại lên phía trên cõi trời nữa ở đây cũng nói thêm một chút về cõi tu la tu la cũng tu ngũ giới tập tiện cũng tu tứ vô lượng tâm. Vì sao lại biến thành tu la vậy? Vì chưa buông xuống tâm hiếu thắng. Việc gì họ cũng muốn mình phải hơn người khác. Thắp nén nhang nơi cửa Phật, họ cũng dứt quát phải thắp nén đầu tiên, tập nén thứ hai họ cũng không cam tâm. Đi gọi là Atula, quả báo ở Atula, làm việc tốt cũng đều thiếu thắng. Đây là nghiệp nhân của cõi Atula. Cho nên Atula thiếu thắng, ưa ừ, tranh đấu, ưa ừ, tranh hơn với người khác. Ở trên trời, thường hay đấu tranh với vua trời ở nhân gian cũng thường ưa đấu tranh với người khác ở cõi nào họ cũng đều ưa thích đấu tranh họ có phước báo phước báo là do quá khứ thì giới tu tiện tích đức nếu họ có thể khiêm tốn có thể nhúng dường thì người này chắc chắn sẽ sinh cõi trời chứ không phải cõi Atula. Chỉ giới thiệu sơ lược về lục đạo vậy thôi là do tâm tưởng khác nhau. Lên trên nữa, thanh văn là tâm tứ đế Bích chi Phật là tâm thập nhị nhân duyên. Bồ Tát là tâm lục độ. Chư Phật Như Lai là tâm bình đẳng. Đây là Phật nói cho chúng ta nhân tố đứng đầu trong tập Pháp giới. Chúng ta từ sáng đến tối nghĩ cái gì? Cho nên tự mình lắng lòng tư duy thì biết được mình phải đi đến cõi nào. Biết được rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Sự việc này đâu cần đi hỏi người khác. Sau khi thật sự sáng tỏ rồi, Đại Đức Xưa khuyên dạy chúng ta tự cầu đa phước. Đây là điều mà bất cứ ai cũng không thể giúp được. Chư Phật Bồ Tát, từ bi cỡ nào cũng không thể giúp được. Bồ Tát từ bi chỉ có thể nói những chân tướng sự thật này cho chúng ta biết. Còn thọ quả báo như thế nào đều do chính mình chọn lấy. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, quay lại nhìn thế giới ngày nay xem sự cấu thành của thế giới chúng ta cũng cần nên nhớ kỹ lời phật đã nói là y báo chuyển theo chánh báo câu nói này là chân lý là lời thật Y báo là gì vậy? Là hoàn cảnh sống của chúng ta. Ở trong hoàn cảnh sống của chúng ta có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất. Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất đều chuyển đổi theo ý niệm của chúng ta. Cảnh duyên không tốt xấu mà Đại sư ngẫu Ích đã nói cảnh là hoàn cảnh vật chất duyên là hoàn cảnh nhân sự nhân sự và vật chất bên ngoài thực ra mà nói là không có tốt xấu không có thiện ác cũng không có đúng sai tất cả mọi đúng sai thiện ác tốt xấu đều sinh khởi từ trong tâm của chúng ta tâm của mình thuần tiện thì thế giới này của chúng ta tốt đẹp tâm của mình bất tiện thì thế giới cực lạc cũng là thế giới trượt ác cho nên câu nói này của phật chúng ta phải khắc ghi trong lòng Hết thầy chúng sanh do tâm tưởng khác nhau Nên tạo nghiệp cũng khác nhau Cho nên quả báo không như nhau Chư Phật Bồ Tát Là người đại tu hành chân chánh Tâm địa của các ngài là Chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Vì vậy cảnh giới của các ngài luôn tốt đẹp cảnh giới tốt đẹp thì phải tự mình cầu tự mình tu không phải do người khác cho bạn bạn phải hiểu đạo lý này hiểu chân tướng sự thật này ngày nay chúng ta thử nhìn lại muôn vàn chúng sanh trong thế gian này chúng sanh tâm tưởng bất thiện bất tiện như thế nào chuyên nhìn thấy khuyết điểm của người khác chỉ nhớ lỗi lầm của người khác việc này hỏng rồi thế gian không có người nào là người tốt thế gian không có việc gì là việc tốt đọa lạc ở trong đó là cõi ác ở nhân gian Vì sao ngày nay tỷ lệ ly hôn cao như vậy Quý vị phải hiểu rằng Tỷ lệ ly hôn cao Thì xã hội động loạn Toàn bộ kết cấu xã hội là gì vậy Là gia đình Bạn xem nhà nho nói Điều mà nhà nho nói Là đại đạo lý Không thể thay đổi là chân lý Cách vật Trí tri Thành ý Chánh tâm Tu thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ bình thiên hạ là thiên hạ được công bình được hòa bình là ý nghĩa này bình thiên hạ chính là ngày nay chúng ta gọi là thế giới hòa bình thế giới hòa bình nhờ vào đâu vậy nhờ vào sự hưng vượng của quốc gia mỗi một quốc gia đều hưng vượng thì thế giới hòa bình quốc gia hưng vượng thì phải nhờ vào gia đình Gia đình nhờ vào vợ chồng tu thân Hai bên đều có tình cảm với nhau thì mới kết hôn Sau khi kết hôn rồi Hai bên nhìn nhau đều thấy chứng mắt Đều nhìn vào quyết điểm của đối phương Vậy thì xong rồi Không được mấy ngày sẽ ly hôn thôi Nhà tan rồi gia không tệ thì quốc không tị trị thiên hạ sẽ loạn cho nên nam nữ kết hôn không phải là việc của hai người họ hai người họ là chuyện nhỏ họ đã hại toàn thể thế giới giống như cơ thể này của chúng ta vậy gia đình là một tế bào trên cơ thể chúng ta tế bào này hỏng rồi. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn bộ cơ thể. Mấy người hiểu được đạo lý này. Nếu hai người này ở cùng nhau, chỉ nhìn vào điều tốt của đối phương, chỉ nhớ ưu điểm của đối phương, thì làm sao họ tan dở được chứ? Không thể. Chỉ sai lầm trong một điểm mà đã hủy hoại hết toàn bộ tiền đồ của mình rồi. Đây đích thực là ngu si đến cực điểm. Tại sao có hiện tượng này vậy? Vì không có người dạy. Trong kinh vô lượng thọ, Phật rất từ bi nói: đời trước không tốt, không biết đạo đức, không có người dạy đáng thương. Cho nên, hòa bình và ổn định của thế giới được xây dựng trên nền tảng của giáo dục. Đứng đầu là giáo dục gia đình. Rồi đến giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội, giáo dục tôn giáo. Đây là bốn trụ cột lớn. Nếu như giáo dục sụp đổ, thì chúng sanh chắc chắn phải sống cuộc đời rất đau khổ xã hội không an định thế giới không hòa bình cho nên thời xưa nam nữ kết hôn là một sự nghiệp lớn nhất nghi lễ vô cùng long trọng đó là nói cho bạn biết hai người bạn kết hợp lại không phải là việc riêng của hai bạn là chuyện đại sự của quốc gia thiên hạ tức là hy vọng các tế bào của toàn bộ cơ thể này được kiện toàn khỏe mạnh bạn không phải là tế bào hỏng Chúng ta phải hiểu đại đạo lý này. Thế nên chúng ta đọc đoạn kinh văn này thì hiểu được luật đạo luân hồi do đâu mà có. An nguy của xã hội Thế giới hòa bình Được xây dựng từ đâu? Tốt rồi Hôm nay tự gian đã hết Chúng ta dạng đến chỗ này Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này đồng sanh gọi cực lạc nam mô a di đà phật việc dịch ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiền quang